chương 24. Ngày thứ nhất trong tuần lễ khi mờ sáng, các người đàn bà ấy lấy thuốc thơm đã sửa soạn đem đến mồ ngài. Họ thấy hòn đá đã lăn ra khỏi cửa mồ, nhưng bước vào không thấy xác Đức Chúa Giêsu. Đương khi không biết nghĩ làm sao, xảy có hai người nam mặc áo sáng như chớp hiện ra trước mặt họ. Họ đương thất kinh, úp mặt xuống đất, thì hai người ấy nói rằng: Sao các ngươi tìm người sống trong vòng kẻ chết? Ngài không ở đây đâu, song ngài đã sống lại. Hãy nhớ khi ngài còn ở xứ Galilê, phán cùng các ngươi thế nào? Ngài đã phán rằng: Con người phải bị nộp trong tay kẻ có tội, phải đóng đinh trên cây thập tự, và ngày thứ ba phải sống lại. Họ bèn nhớ lại những lời Đức Chúa Giêsu đã phán. Họ ở mồ trở về, giao truyền mọi sự ấy cho 11 sứ đồ và những người khác. Ấy là Marie Madeleine, Jeanne và Marie mẹ của Gia-cơ, cùng các đàn bà khác đi với họ, đã giao truyền như vậy cho các sứ đồ. Song các sứ đồ không tin, cho lời ấy như là hư không. Dù vậy, Phi-e-rơ đứng dậy, chạy đến mồ, cúi xuống mà dòm, chỉ thấy vải liệm ở trên đất. Đoạn về nhà, lạ lùng cho việc đã xảy ra. Cũng trong ngày ấy, có hai môn đồ đi đến làng kia gọi là Emmaus, cách thành Jerusalem 60 hectare. Họ đàm luận về những sự đã xảy ra. Đang khi nói và cãi lẽ nhau, chính Đức Chúa Giêsu đến gần, cùng đi đường với họ. Nhưng mắt hai người ấy bị che khuất không nhìn biết ngài được. Ngài bèn phán cùng họ rằng: Các ngươi đương đi đường nói chuyện gì cùng nhau vậy? Họ dừng lại buồn bực lắm. Một trong hai người tên là Cleopa trả lời rằng: Có phải chỉ ngươi là khách lạ ở thành Jerusalem, không hay việc đã xảy đến tại đó cách mấy bữa dài sao? Ngài hỏi rằng: Việc gì vậy? Họ trả lời rằng: Ấy là việc đã xảy ra cho Giêsu Nazareth, một đấng tiên tri có quyền phép trong việc làm và trong lời nói, trước mặt Đức Chúa Trời và cả chúng dân. Làm sao mà các thầy tế lễ cả cùng các quan đề hình ta đã nộp ngài để xử tử và đã đóng đinh trên cây thập tự? Chúng tôi trông mong ngài sẽ cứu lấy dân Israel. Dầu thế ấy, việc xảy ra đã được 3 ngày rồi. Thật có mấy người đàn bà trong vòng chúng tôi đã làm cho chúng tôi lấy làm lạ lắm. Khi mờ sáng, họ đến mồ, không thấy xác ngài, thì về báo rằng có thiên sứ hiện đến nói ngài đương sống. Có mấy người trong vòng chúng tôi cũng đi thăm mồ, thấy mọi đều y như lời họ nói, còn ngài thì không thấy. Đức Chúa Giêsu bèn phán rằng: Hỡi những kẻ dại dột, có lòng chậm tin lời các đấng tiên tri nói, há chẳng phải đấng Christ chịu thương khó thể ấy mới được vào sự vinh hiển mình sao? Đoạn ngài bắt đầu từ Môi-se, rồi kế đến mọi đấng tiên tri mà cắt nghĩa cho hai người đó những lời chỉ về ngài trong cả Kinh Thánh. Khi hai người đi đến gần làng mình định đi, thì Đức Chúa Giêsu dường như muốn đi xa hơn nữa. Nhưng họ ép ngài dừng lại mà thưa rằng: Xin ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều hầu tối. Vậy, ngài vào ở lại cùng họ. Đương khi ngài ngồi ăn cùng hai người, thì lấy bánh chúc tạ, đoạn bẻ ra cho họ. Mắt họ bèn mở ra mà nhìn biết ngài, song ngài thoạt biến đi không thấy. Hai người nói cùng nhau rằng: Khi nãy đi đường, ngài nói cùng chúng ta và cắt nghĩa Kinh Thánh, lòng chúng ta há chẳng nóng nảy sao? Nội giờ đó họ liền đứng dậy, trở về thành Jerusalem, gặp 11 sứ đồ cùng các môn đồ khác đương nhóm lại, nói với họ rằng: Chúa thật đã sống lại và hiện ra cho Simon. Rồi hai người thuật lại sự đã xảy đến khi đi đường và nhìn biết ngài lúc bẻ bánh ra là thế nào. Môn đồ đương nói với nhau như vậy, chính Đức Chúa Giêsu hiện ra giữa đó mà phán rằng: Bình an cho các ngươi. Nhưng môn đồ đều sừng sốt rụng rời, tưởng thấy thần. Ngài phán rằng: Sao các ngươi bối rối, và sao trong lòng các ngươi nghi làm vậy? Hãy xem tay trơn ta, thật chính ta, hãy giờ đến ta và hãy xem, thần thì không có thịt xương, mà các ngươi thấy ta có. Đương phán vậy, ngài giơ tay và trơn ra cho xem. Nhưng vì cớ môn đồ vui mừng nên chưa tin chắc, và lấy làm lạ, thì ngài phán rằng: Ở đây các ngươi có gì ăn không? Môn đồ dâng cho ngài một miếng cá nướng. Ngài nhận lấy mà ăn trước mặt môn đồ. Đoạn ngài phán rằng: Ấy đó là điều mà khi ta còn ở với các ngươi, ta bảo các ngươi rằng mọi sự đã chép về ta trong luật pháp Môi-se và các sách tiên tri cùng các thi thiên phải được ứng nghiệm. Bây giờ, ngài mở trí cho môn đồ được hiểu Kinh Thánh
Ngài phán, có lời chép rằng, Đấng Christ phải chịu đau đớn giường ấy, ngày thứ ba sẽ từ kẻ chết sống lại, và người ta sẽ nhân danh Ngài mà giao giảng cho dân các nước sự ăn năn để được tha tội, bắt đầu từ thành Jerusalem. Các ngươi làm chứng về mọi việc đó, ta đây sẽ ban cho các ngươi đều cha ta đã hứa, còn về phần các ngươi, hãy đợi trong thành cho đến khi được mặc lấy quyền phép từ trên cao. Kế đó, Ngài đem môn đồ đi đến nơi xung quanh làng Bethany, giơ tay lên mà ban phước cho. Đương khi ban phước, Ngài lìa môn đồ mà được đem lên trời. Môn đồ thờ lại Ngài rồi trở về thành Jerusalem mừng rỡ lắm. Môn đồ cứ ở trong đền thờ luôn, ngợi khen Đức Chúa Trời.